Trung Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với bản tin nổi bật chiều thứ ba hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Gửi lời chào anh Vũ Trung. Vâng, kính chào quý khán giả. Anh Hoàng Trọng Thùy hôm nay tin nổi bật nhiều lắm nhưng mà sợ rằng không có đủ giờ. Thì đầu tiên có lẽ là về một nhân vật gốc Việt Nam. Yeah. À, nó cũng dính dáng một phần nào đến thân phận của những người Việt Nam xa quê hương. Vâng. Xa đất mẹ. Thế thì nhân vật ấy là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ vâng. Hôm nay điểm tập trung trong câu chuyện tin nổi bật, mặc dù không có nói hoàn toàn về Việt Nam như chúng tôi đã từng cùng với anh Vũ Trung trong tuần lễ trước đây, nhưng mà lại có những cái tin tức liên quan tới người Việt Nam ở Ukraine. Và kể cả cái tin tức này được đưa ra vào thời điểm vào ngày mai, chỉ có vài tiếng nữa thôi, sau chuyến thăm Bắc Hàn, anh em đồng minh của Putin, Putin đến Việt Nam. Thì cái vấn đề khi mà Putin đến Việt Nam như thế đó đặt ra nhiều câu hỏi đó. Cái vị thế của phía Việt Nam đối với Nga là một nước đồng minh cũ trong cái cuộc chiến chiếm miền Nam cùng với Trung Quốc. Giờ đây đó thì Việt Nam lại muốn bắt cầu để mà làm thân với Hoa Kỳ. Thì cái vị thế đó như thế nào? Rồi những người sống ở Ukraine và cái cuộc chiến ở Ukraine hiện nay nó đang diễn ra trong cái tình thế khó khăn. Đầu tiên đó, thưa anh Vũ Trung, trước khi mình nói đến cái nhân vật Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine á, theo anh đó, thì cái lộ trình của Putin đưa ra về cái tiến trình đàm phán hòa bình á, rồi Zelensky đó, thì thực sự cũng muốn hòa bình, đâu có ai mà muốn đất nước mình chiến tranh mà bây giờ đó, không bên nào thắng được hết. Thì theo anh nhìn thì cái tình hình nó sẽ như thế nào? Câu trả lời dứt khoát là chưa đến đâu, là bởi vì cách đây 1-2 ngày hôm 16 thì ở Thụy Sĩ đã có một cái buổi họp của gần 100 quốc gia. Nhưng mà trong cái buổi họp đó, một quốc gia chính liên quan đến cái chuyện ngưng bắn hay không ngưng bắn, đó là Nga không có mặt. Đúng rồi. Mà cái điều tiên quyết của cái buổi họp ở Thụy Sĩ đó đưa ra một cái vấn đề cốt lõi là gì? Là không được chiếm đất của nhau. Thế thì thưa quý khán giả và anh Thủy, cái chủ trương của Nga là phải có một phần đất của thuộc về họ. Đúng. Nhân danh điều này. Phần đất lớn ạ, 1/5 đất nước lãnh thổ của Ukraine ạ. Thế thì nếu cái điều kiện tạm gọi là tiên quyết đó mà không có giải quyết được thì làm sao mà có hòa bình? Cho nên chúng ta có quyền đặt câu hỏi là hòa bình tại Ukraine nó vẫn còn cần thời gian nữa. Đã. Anh có nghĩ là phần lớn á, những cái chuyện mà nói tới hòa bình á, là một đất nước nó phải suy sụp hoặc là nó đang thua cuộc. Hoặc là nước kia đang chiến thắng lớn, rồi nước này thí dụ như là Nga đang thắng lớn, thì họ đưa ra những cái điều kiện là buộc Ukraine phải chấp nhận nhường đất. Anh thấy không? Khi mình chỉ nói một chút xíu cái chuyện Việt Nam đó, là bị Trung Quốc nó ép dễ sợ lắm, và cái chuyện phân chia đường biên giới đó buộc Việt Nam phải nhường, mặc dù không có nhiều, nhưng mà rõ ràng khi mà Trung Quốc muốn vẽ lại đường biên giới phải chấp nhận. Hoặc là đưa ra những cái vấn đề mà bởi cả một cái nước quá lớn, Việt Nam phải chịu thiệt thòi. Ngay cả khi mà đưa ra cái chuyện mà chiếm toàn bộ đường lưỡi bò đó, Việt Nam bị tàu cá hoặc là tàu hải dương của Trung Quốc tấn công cũng chịu thôi. Bây giờ đó lại bị muốn đưa ra vấn đề tòa án quốc tế rồi viện cầu Mỹ để tìm cách giải quyết cái đấng mà không được. Anh là nước cái quá lớn. Trong trường hợp đó thì có thể thua. Nhưng mà anh nghĩ sao về cái lực lượng của Ukraine hiện nay mà được Hoa Kỳ hỗ trợ, về châu Âu hỗ trợ. Họ có bị chèn ép dữ dội? Rõ ràng Ukraine vẫn là một nước nhỏ so với Nga. Trước hết cái người dân Ukraine không thể phủ nhận được rằng là họ rất đặc biệt. À. Ngay từ những giây phút đầu mà chúng ta được biết cách đây khoảng chậm chạp bằng 400 ngày hơn nữa phải không? À. Thì cái lệnh toàn quốc ra là đàn ông là phải ở nhà, phải ở nhà. Thì người dân ở trên hải ngoại 40 mấy rất là ngạc nhiên, họ rất là ngạc nhiên. Đi xe lửa mà di tản ra khỏi đất cái phần đất của Ukraine thì toàn là phụ nữ chứ không có đàn ông. Với thời gian sự mệt mỏi thì chắc chắn là nhất định phải có trong số những người chiến đấu đó. Nhưng mà cái tinh thần đó phải nói là một tinh thần rất là hiếm của một dân tộc, nếu không muốn nói là một dân tộc anh hùng chống lại một cái đất nước vô cùng lớn. Ukraine thì thực sự giữa Ukraine với Nga có thể nói trong lịch sử quá khứ nó như là một vậy đấy. Người Ukraine lấy vợ người, lấy chồng người Nga rồi sinh con mà cả bao nhiêu đời đó, ông cố tổ luôn đó.
họ nói tiếng nghĩa là hai cái ngôn ngữ nó gần với nhau, nói chuyện qua lại với nhau. Thì anh nghĩ là có thể vì thế đó mà ngày nay họ định danh họ, tôi là người Ukraine. Tôi không muốn Ukraine là một phần của Nga, trong khi Putin á thì lại viện những cái chuyện trong lịch sử nói rằng không làm gì có chuyện có một đất nước Ukraine nó là Nga. Thì bây giờ phải thuộc về nước Nga thì làm sao những con dân của một quốc gia như vậy chấp nhận được cái chuyện đó? Không thừa nhận mình là người gốc Nga, nó có lý lẽ của nó. Tương tự giống như là hiện nay và trong quá khứ cũng đã có cái tình trạng những người Đài Loan không bao giờ nói họ là những người Tàu đại lục hết. Cái chuyện này rất là ngạc nhiên. Họ nói thẳng luôn rồi. Mà họ là từ người từ Tàu chạy ra. Nó có vấn đề dễ hiểu sao thôi, anh? Ngượng quá. Và cảm thấy không có hay ho gì khi mình được gọi bằng cái người Nga hoặc là người Tàu. Nó ảnh hưởng từ những cái mức độ như vậy. Tâm lý luôn. Này. Tâm lý đấy. Thì người Ukraine cũng vậy thưa anh. Tại vì họ là người có kinh nghiệm rồi, họ ngoằn ngoại quá rồi. Hơn nữa khi mà cái tâm lý của một người mạnh, một người yếu, người mạnh đến lấy phần đất của một người yếu thì thường thường không thể tránh khỏi là nó tạo ra một cái khuynh hướng gọi là phân biệt. Một cái dạng công dân thứ yếu, second citizen. Cho nên nó ngấm dần vào tâm trạng của những người đã mọc rễ, cho dù là cùng một gốc với nhau. Nhưng người ta cảm thấy sự thu thiệt và đó là sự phản kháng. Phản kháng ở đây cho thấy rằng tại sao người Ukraine họ chống Nga đến như thế và họ kiên cường chết. Và thậm chí anh Trung còn nhớ cái lữ đoàn Azov mà họ nói thà chết trong cái lô cốt mà nhất định Nga đánh, là nếu mà không có cái sự thương thuyết và không có ông Tổng thống Zelensky và quốc tế đến đó, thì có thể cái lữ đoàn này là tiêu diệt luôn, bị chết hết luôn đó. Bây giờ họ là trở thành những cái người mà được huân chương quốc gia rồi. Họ thề chết, nhất định đánh cho đến cùng luôn. Mà đạn thì không còn nữa. Mà khi mà lấy ra để thành tù binh, họ trở thành những người mà tù nhân kinh khủng luôn. Mà bây giờ họ vẫn tiếp tục, sau khi về đã hồi phục sức khỏe, họ tiếp tục đánh ngay. Hơn hết là những người Ukraine họ hiểu người Nga. Họ hiểu người Nga. Từ thế này qua thế hệ khác. Họ cũng đã nhìn thấy là người Nga chẳng có giàu có gì, chẳng có khỏe mạnh, chẳng có nhân đạo gì. Họ phải biết thừa cái chuyện đó. Cũng giống như nhiều người Bắc Hà Nội cũng là người Việt Nam vậy. Nhưng mà người ta nhìn thấy hơn người Việt Nam trước kia là những người Nga mà đi qua làm việc. Đúng. Cho hãng này hãng kia ở Hà Nội thì về Hà Nội nghèo sớp đồng tơi. Mang từng cái nồi gang đi bán ở chợ Đồng Xuân. Trong khi những người gọi là kể cả Hungary, nước nhỏ, cộng sản nhỏ, Ba Lan, họ đâu có như vậy. Họ hiểu được liên bang Xô Viết là cái gì. Chính xác. Lúc ở trong nước thì họ thấy rằng thiếu thốn một cây kem đánh răng, họ thấy bình thường. Nhưng mà khi họ qua Hà Nội hay là đi ra nước ngoài rồi họ thấy nó khác hẳn, thì cái cảm giác bị đánh lừa nó là tất nhiên. Anh có thấy rõ ràng người Hà Nội hoặc là người miền Bắc nhìn vào chế độ nó khác hoàn toàn với người miền Nam nhìn vô chế độ? Cái câu này rất là độc đáo. Xin lỗi, có người nói rằng một ông sư thì phải hiểu một ông sư hơn ai hết. Đúng không? Xin lỗi để nhắc đến ông sư. Thì người Hà Nội cũng vậy. Họ sống trong từ cái khăn quàng đỏ, sống trong nôi từ bé. Bị máy bay Mỹ B-52 thả bom 12 ngày đêm. Đáng lẽ ra họ căm thù Mỹ ghê gớm chứ mà. Họ căm thù miền Nam ghê gớm phải không ạ? Không, nhưng mà tâm trạng chung là họ không thích chiến tranh. Nói cho ngay thì cái cuộc chiến Việt Nam là ngoài Bắc cũng thu thiệt nhiều lắm. Tưởng tượng cái phố Khâm Thiên, đông đúc người dân như vậy, một quả bom ném xuống bao nhiêu người thân bị chết. Thì những cái đó, nó cũng tựa như người nào ở ngoài Bắc mà có thân nhân bị chết, bị chặt đầu hay bị bắn trong cái cuộc cải cách ruộng đất, là luôn luôn, không ít thì nhiều, vẫn mang cái nỗi nhớ đó, nó dai dẳng cho đến khi họ không còn sống trong nước, hoặc là họ vẫn sống ở trong nước. Đến ngày mà dỗ tài trạp nhất là người Việt Nam ông Tục, là người ta đều tưởng nhớ đến người thân đã khuất. Thì người ta nhớ đến cái gì? Chết bởi vì hỏa tiễn Sam rơi xuống, hoặc là bom B-52 rội trên đầu. Nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Nhưng mà con người nó là như vậy. Và đó là lý do tại sao tờ The Guardian ngày hôm nay viết về một chuyện kể về một người Việt Nam nhất định chiến đấu ở Ukraine. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.
Kính thưa quý khán thính giả, quý vị đang theo dõi bản tin nổi bật với Vũ Trung, Hoàng Trọng Thụy. Ngày hôm nay trên tờ The Guardian của Anh Quốc kể về một câu chuyện của một người Việt Nam sống ở Ukraine. Và bây giờ anh tuyên bố, đây là quê hương của tôi, không phải là Việt Nam. Và qua cái tinh thần này, chúng ta mới thấy được những người mà sống ở Ukraine và cộng đồng người Việt này vào khoảng trên dưới 10.000 người, thưa quý vị, sống ở thủ đô Kiev, nhưng mà tập trung rất lớn ở Kharkiv. Kharkiv lại có đường biên giới với Belgorod ở phía Bắc, và hiện nay Kharkiv bị quân Nga tấn công. Mặc dù những tin tức trong thời gian qua đã phía quân đội Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố, mặc dù có những đợt tấn công, may mắn nhờ Hoa Kỳ cung cấp đạn dược đầy đủ, cho nên lực lượng quân đội Ukraine đã ngăn cản được những cái đợt tấn công dữ dội, và bây giờ cuộc chiến hầu như bị đóng chân tại chỗ. Đó là Kharkiv. Kharkiv lại là nơi mà có đông cộng đồng người Việt, mà trong số này có Phạm Nhật Vượng từ Kiev sang tới Kharkiv. Phạm Nhật Vượng, VinFast, thưa quý vị. Cái vấn đề được đưa ra hiện nay theo tờ The Guardian nó đi cùng vào thời điểm mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai đến Việt Nam. Quan điểm của những người Việt Nam, đặc biệt là những người miền Bắc, đối với cái chuyến thăm viếng của Putin như thế này. Trong khi đó, anh Tùng Nguyễn, 18 tuổi, anh học ở, anh sang Ukraine đi với bố mẹ và ở Ukraine, và sau đó tốt nghiệp cái ngành thể dục thẩm mỹ, thể dục thể thao, tức là những người nhào lộn và trở thành huấn luyện viên luôn, nhưng mà không phải là một người Ukraine, thì được huy chương vàng, đặc biệt là riêng với các cuộc thi đấu ở Ukraine, cho nên phía Ukraine đã muốn anh vào quốc tịch Ukraine, anh chấp nhận ngay. Tùng Nguyễn hiện nay cầm súng đánh cho quân đội Ukraine. Anh đã từng bị thương, nhưng mà cái vết thương đó đối với anh là nhỏ. Sau khi khỏe lại, anh tiếp tục chiến đấu và tiếp tục chiến đấu cho đến giờ phút này. Tùng Nguyễn tuyên bố cho anh Vũ Trung, tôi không nhìn Việt Nam là quê hương của tôi nữa. Tôi không xem Ukraine là quê hương thứ hai của tôi, mà Ukraine là quê hương của tôi, không nơi nào khác. Tôi sống ở đây, tôi làm việc ở đây, tôi kiếm sống ở đây, tôi lấy vợ ở Ukraine. Và có cái tên Tùng Nguyễn là có, mà họ nói rằng trong theo tờ Guardian, ấy, đa phần những người Việt Nam sống ở Ukraine và chọn Ukraine làm quê hương đó, họ đều đổi tên Việt thành tên Ukraine hết, để cho người Ukraine gọi cho nó dễ. Và qua cái này anh mới thấy đó là cộng đồng, cái tin tức này nó rất nhiều trong những cái tin tức cho thấy rằng đất nước Ukraine đã cưu mang những người Việt Nam từ xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ miền Bắc sang Ukraine, cưu mang, trong đó có Phạm Nhật Vượng. Thì những người này họ sống chết ở đây. Có những người ngay từ những ngày đầu bị tấn công pháo kích từ vào từ thủ đô Kiev cho đến Kharkiv, ngay lúc này đó họ sợ, họ đã rời đi. Sau khi rời đi họ nói rằng nhà của chúng ta ở Kharkiv, nhà chúng ta ở ngay đó, tại sao chúng ta bỏ đi? Thế là họ quay trở về, và hôm nay họ tuyên bố, mặc dầu cái vấn đề làm ăn của chúng tôi vô cùng bết bát, sống, nhưng mà đó là tinh thần chung của Ukraine, một quốc gia nằm trong cuộc chiến. Tôi chấp nhận cái điều đó, và tôi nhất định ở lại, mặc dù làm ăn rất khó khăn, nhưng mà cái chuyện làm ăn của họ đóng góp cho cái sự hoạt động sinh sống của cả cái cộng đồng Ukraine, không chỉ riêng. Như mình thấy đó, cộng đồng người Hoa hay cộng đồng người Việt Nam tới quận Cam, mặc dù chúng ta tập trung ở quận Cam này, nhưng đó là một cái đóng góp lớn cho đất nước Mỹ, đóng góp rất lớn cho cả California, thưa anh. Và qua cái hình ảnh này, anh theo dõi mới thấy được đó, những người miền Bắc ra đi mà sang tới Ukraine rồi, hoặc là những người đến Ba Lan, họ thấy đó là quê hương của họ mà họ không màn gì. Thì quan điểm của những người này nghĩ sao khi Putin đến thăm một đất nước Việt Nam, một cái chế độ mà họ đã quá mệt mỏi, chế độ xã hội chủ nghĩa? Bây giờ bảo thử hỏi dân miền Bắc hay là dân miền Nam Sài Gòn đi. Bây giờ bảo có muốn trở lại một cái chế độ giống như cái hà khắc, giống như chế độ của, hoặc là cái đời sống như là người dân Nga bây giờ ở dưới thời đại Putin không? Câu trả lời dứt khoát là không. Là bởi vì sự chọn lựa tất nhiên của con người là gì?
tìm cái chỗ nào mà đời sống thoải mái cho chính mình và cho gia đình. Và bên cạnh cái thoải mái cho chính mình và gia đình thì tùy từng cá nhân một, thì họ lại có những sự mạnh bạo hơn, giống như Nguyễn Lâm Tùng. Anh ta thì nhà ở gần biên giới Belarus bị không còn nữa, phải chạy qua Belarus rồi sau đó anh trở về. Và với cái suy nghĩ nào đó nhất định, tôi không dám nói là tại vì lấy vợ người Ukraine cho nên anh ta trở thành một người. Nhưng mà tôi thấy đó là lẽ đương nhiên đó, những người Việt Nam và người Việt Nam chúng ta khi ra nước ngoài đó, họ thích sống chung với, và ai cũng thế anh. Đó là tại sao mình có những cái Lido, tức là Sài Gòn, Lido Tokyo, Lido Armenia, Lido Arabia. Bởi vì phải dựa vào để sống với nhau vì lý do ngôn ngữ và văn hóa cũng như thức ăn. Đó là những thứ mà đã giúp cho các cộng đồng này. Cho nên người Việt Nam sang đó họ nấu phở, họ nấu tất cả những cái thứ gì để bán cho người Việt Nam cái đã. Nhưng mà người Ukraine, người Mỹ hoặc bất cứ ai tới khi mà họ ăn rồi họ thích. Và đó là lý do tại sao ngôi chợ của người Việt Nam ở Kharkiv hoặc là ở Kiev, Ukraine đã hình thành và trở thành những ngôi chợ đông đúc sầm uất nhất. Nhiều người triệu phú, trong đó kể cả Phạm Nhật Vượng và những nhân vật khác đã, như chúng tôi đã trình bày, cưu mang từ Ukraine như thế. Bao nhiêu người triệu phú ở Mỹ này và ở các quốc gia khác, ở Úc vân vân. Và vì vậy cái quan điểm của họ đó, khi mà họ ra nước ngoài rồi và nhìn lại đất nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chán. Bởi vì nghe tới đó, anh tưởng tượng thôi, nghe tới đất nước của mình, hôm nay thì ông này mất chức, mai thì vấn đề đánh tham nhũng, ông chủ tịch này, ông thủ tướng kia, không biết bao nhiêu vân vật. Nghe nói tới Việt Nam là toàn chuyện chống tham nhũng hoặc là tham nhũng không thôi. Mà cái sự phát triển của đất nước mà cứ dựa vào những cái chuyện đó. Ukraine cũng có cái thời gian tương tự như Nga, tham nhũng dữ dội lắm. Nhưng mà càng ngày nó càng thay áo đổi màu hơn, lý do là phải muốn hội nhập với châu Âu, hội nhập với NATO, anh phải thay đổi toàn diện. Và cái cuộc chiến đối với Nga hiện nay đã định rõ, định hình rõ là Ukraine cần tiến tới thoát khỏi cái xã hội chủ nghĩa mà trong lòng của Putin nó vẫn còn mang nặng trong đầu. Bây giờ anh lại sang thăm Việt Nam để kêu gọi một nước xã hội chủ nghĩa cũng đang nghèo như thế này, để mà cùng với Nga hỗ trợ để giúp đánh Ukraine. Anh nghĩ sao? Người Việt Nam ở Ukraine nhìn lại đất nước của mình bắt tay với một cái tên độc tài như vậy để đánh mình. Anh thấy cái oái âm ở trong cái trường hợp này như thế nào? Người Việt Nam sẽ đánh người Việt Nam ở Ukraine bởi vì bây giờ bắt tay với Putin. Tôi không nghĩ là chỉ có riêng anh Thủy có cái suy nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà nói chung chung đó, nói chung chung ở trong nước cũng vậy. Mà kể cả những cộng đồng người Việt Nam hải ngoại này là dùng nhưng câu... Mà anh biết không, cái hình ảnh chúng tôi nhìn thấy trên Reuters, khăn quàng đỏ, mấy đứa bé nó không biết gì hết, bị mấy cái ông mà bộ đội rồi nhà nước bắt ra cầm hoa vẫy cờ chào đón Putin bước hình xuống. Hình thức vẫn còn hơi nhiều. Hình ảnh chủ trương hình thức vẫn còn hơi nhiều. Chào đón một cái tay đồ tể giết người. Mà trong đó kể cả những người Việt Nam ở Ukraine cũng chết trong những cái đợt pháo kích đó đó. Hoặc là phải chạy tản cư, bị thương, đủ thì bị ảnh hưởng. Bây giờ nó cái chuyện mà làm ăn của mình bị tan ra bại sản vì cái cuộc chiến này. Mà bây giờ đất nước của mình đón tiếp một cái tên đồ tể như thế. Không, thưa anh thấy không? Thưa anh, nhìn một cách nào mà nói thì Việt Nam vẫn chịu một cái ảnh hưởng nợ của Nga. Yeah. Trong cái thời kỳ năm 1979 đó, cái một sáu tỉnh miền Bắc bị tàu nó không từ trước anh từ trước đó. Trước khi thì, nữa nữa thì Nga Liên bang Xô Viết hỗ trợ cho cũng phía rất là Bắc nhiều. Miền Bắc và Trung Quốc thì nhiều hơn nữa, để mà lại cuối cùng toàn thắng trong cái trận chiến mùa xuân đó. Trong cái mặt trận miền Tây đó, mà nếu mà không có những cái vận tải cơ của Nga cũng giúp đó, thì không thể nào chuyển được cái lực lượng tinh nhuệ để ra chấn giữ cái sáu tỉnh miền Bắc được. Cho nên nó cũng có cái nợ tình ở trong đó. Nhưng mà cũng nhờ qua cái bài viết tường trình của The Guardian, chúng ta hiểu rõ thêm nữa đối với cái suy nghĩ, cái quan điểm của người Việt Nam từ miền Bắc ra đi và chọn Ukraine làm quê hương ngày nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Vũ Trung, Hoàng Trọng Thụy xin hẹn lại vào phần tin tức nổi bật kỳ tới.